thứ nhất hồ sơ thì luôn tại văn phòng. Tức là cái hồ sơ này bởi vì nó mang tính bảo mật. Các bạn chỉ cần nắm địa chỉ và tên đứa bé thôi. Nhưng còn tất cả hồ sơ thì luôn tại văn phòng. Tới khi mà cần thì mình mới xuất, tức là một nguồn giữ lưu giữ thông tin thôi. Nhưng mà các bạn này thì hiện nay đang hệ thống là theo quận. And I had become very friendly with one of his Vietnamese friends. So we decided that we would try to continue his work, working with children affected by AIDS. Yeah. I see that you talk about Mr. Hùng with a very moved and very admired feelings. I think that he's so effective to you. Why he's so special about that? They're just every once in a while, and not very often, you meet people that are different, that are just that they make you grow. They're people that they draw you along with them and make you a bigger, better person. And Hùng was one of those people, you know? I think that he was the most compassionate person. He wasn't all good. He could be very bad. He drank a lot of alcohol, and he could, when he was drunk, he could get really nasty. But he was the most compassionate man I've ever seen in my life. The more I felt good about myself, until I finally fell in love with him. He was the most beautiful man I'd ever met in that way. Nghèo thì mình cũng giúp, nhưng mà trong cái nghèo thì cái khó khăn nhất thì mình chọn ưu tiên là khó khăn. Cha hoặc mẹ không tìm được việc làm, hiện chưa có việc làm. Cha hoặc mẹ bị suy kiệt, đó, giai đoạn 4, đó, bệnh nặng. Mất cha hoặc mất mẹ, ví dụ vậy, hoặc cha mẹ đi ở tù. Vì nghiện ma túy bị bắt đi. Thì khi mà lên trường là thấy khả năng trở về là không có rồi. Bệnh vậy rồi mà còn nhốt 5-6 năm là chết chắc. Mà không có thuốc men mà ăn uống ở trường trại thì nó thiếu thốn. Nên mình giúp cho cái người cha mẹ mà nó đang bị nhốt, họ yên tâm, họ cải tạo. So at that time you have him to control it? Or he do just only himself? I was just filming. He was, it was his group and he had a lot of volunteers that worked with him, but Vietnamese. Yeah. People with AIDS, they all had AIDS. Yeah. And I was just doing the film. So after he passed away, how about the program he first started was Tao Dan. Yeah. And Tao Dan has two homes for street children. And those Tao Dan is still a really important association in, it's an ONG, it's a really important association in Vietnam. Yeah. In 2003, he left Tao Dan, and he started all over again. He started the Smile Group, Nhâm Nụ Cười. And at that time, just about a couple of months before he died, he opened a community center for his group. But it wasn't a home where people lived. It was just like a center where people would gather, and they would have less English lessons and computer and learn different things. Mm-hmm. And the group also helps children go to school. And from that time, you continue staying in Vietnam and falling in love with him. And together with him, you have some of the documentary film about all of the children like that. I didn't stay in Vietnam. I was still working in France. So how about you fall in love with him? So you come back to France. How can you continue? Text. Uh-huh. I said, em yêu anh mãi mãi. Ciao. Chào mẹ. À, con mới về chơi. Con có được khỏe không? Con có được khỏe không? Tôi khỏe. Mẹ khỏe không? Khỏe. Ở chuẩn bị bên. Đi đến cơm. Mạnh giỏi. Rồi. Mà lúc mà anh Hùng làm cái công tác bụi đời đó, mới là chăm sóc HIV, thì cô Natalie là người có đạo đức rất là tốt. Và đến khi bạn với anh Hùng rồi mà định làm bạn với anh Hùng đó thì chăm sóc hay là tang lễ đối xử với gia đình cũng như là người con thiệt trong nhà vậy. Dạ, yeah, vâng. Con thấy là bà có vẻ rất là xúc động với tình cảm mà dành cho cô Ly đúng không ạ? Tôi nói là kêu bằng tôi biết ơn đó. Tôi nói là tôi biết ơn đó là vì anh Hùng lại đang là người độc thân không có vợ mà đến lúc sắp ra đi lại là người có vợ, có gia đình, được vui một lúc thôi nhưng mà cũng có nửa nếm được cái niềm hạnh phúc. Thành ra trong bụng tôi cảm thấy
cảm ơn Nestle và mừng cho con mình lúc ra đi cũng là người đã có lập gia đình. I'm very interested about it in that. So now nhóm Nụ Cười still developing, still working? Yes, yes, yes. We who are the, who are the managers of nhóm Nụ Cười right now? Well, there's three of us. There's Min Phuong, who is a very close friend of Anh Hùng. Yeah. There's me. Yeah. And there's Elizabeth. We can consider that Mr. Hùng is the father of nhóm Nụ Cười. You are the mother who can control and continue doing the task that he didn't finish, and you are trying to do that better and better. I try. Mm-hmm. Let's say that he was kind of like a great swimmer, and he taught, and he just kept the Nụ Cười above water. And I just keep them from drowning, you know. It's like, stay above water, you know. Yeah. Because he was really unique, and I haven't met anybody like him. So how about I mean that to work with them, they need some of the sponsor to support for the life or the street life or for some of the exhibition. So what do you do to make the organization? I mean, is that nhóm Nụ Cười still work well? You know, I'm the worst salesperson on earth. It's hard for me to give things away because I just can't sell things I don't believe in. But when I really believe in something and I'm really passionate about it, then I don't stop until I've sold it. And like that was how I always did with my films. I always raised a budget for my films because I believed so much in what I was doing that I could go raise money for it. And it's the same thing for Smile Group. I couldn't sell anything that were just for money. But I can raise money for the Smile Group because I have a passion for it. It's my passion. And people sense that. So I went to, at the beginning, right after Hùng died, I went to an American funding association. And I'm sure they have like a million people coming to them a year. But I think she just felt my passion and said, well, let's give it a try. Yeah. The Global Fund for Children, sorry, in the United States started to sponsor us. Just, it was like a miracle. And then just other places came in, and now we know a lot of people. Quý vị cũng thấy là khi mà đến với lại nhóm Nụ Cười thì các bạn nhỏ của chúng ta được sự quan tâm rất là lớn từ phía cô Leslie cùng với lại hai người khác, đó là chị Phương, Miss Phương and Miss Elizabeth, right? Quý vị cũng thấy là lớp học này của các bạn nhỏ của chúng ta giống như là một gia đình. Các bạn nhỏ sẽ được học hát, sẽ được học nhảy, sẽ được học vi tính, sẽ được quan tâm chăm sóc rất là nhiều. Và điều này giúp cho các bạn nhỏ của chúng ta cảm thấy vui hơn, bỏ đi những cái mặc cảm của sự kỳ thị khi mà mang trong người căn bệnh S của thế kỷ. Chị Phương ơi, có thể làm phiền chị một chút được không ạ? Ở đây thì chúng ta thấy là có nhiều bạn trẻ đến làm với là nhóm Nụ Cười. Thế thì mình không biết là những bạn trẻ đó mình có thể tìm những bạn tình nguyện viên đến đây như thế nào chị hả? Các bạn là thường là sinh viên. Một số những cái nhóm công ty ở trên họ có trên website, họ thấy nó như tập đoàn. Sáng nay các bạn dạy anh Văn là những công viên viên của Intel, họ gửi qua để mà dạy anh Văn cho các em. Một số là sinh viên. Thế thì từ cơ duyên nào mà chị và cô Leslie biết nhau à? Cái anh ngồi trên đó là anh Hùng đó. Mình sinh hoạt với anh Hùng từ năm 1999, nhóm thảo đàn cũ rồi. Sau đó thì giới thiệu với Leslie nữa. Và kể từ đó là làm việc với Leslie cũng rất là lâu luôn. So now you are trying to do
whole job at the same time that he working with documentary films and also manage the Nhóm Nụ Cười and have to remain all of the activities of Nhóm Nụ Cười. Is it hard for you to do both jobs at the same time? Well, if I did both jobs, I couldn't possibly do both jobs if it were just me. But most of the managing of Nụ Cười is in Vietnamese, a lot of the organization, the administration, everything, and I really can't do that anyway. And Minh Phuong, who is Tai Hung's friend, she does a lot of work. She's also a professor, and she teaches at the university, but she does most of the managing and the administrative work. I couldn't possibly do it all. And there's also Ma Tam, who works with us, who does a lot of the social work. I'm very amazing that you know many things about Vietnam than I expected. Maybe because you have a long time from 1994, I put your first step here. So I just wonder that how can you adapt yourself in a different cultures in Vietnam? The first time when you stay here, do you think that is this very hard for you to adapt yourself in the other circumstances? No, because I really loved it. Mm-hmm. You know, I love the people and I love the colors. And as I say, I just felt so alive. Mm-hmm. It didn't, you know, I like new things and I like being stimulated by a lot of things. That's what makes me feel alive. So I don't think about my comfort that much. Although, you know, I'm comfortable here. Do you like this souvenir? Yes, it's nice. Thank okay. you. I hope that it will be hanging in somewhere in your house. And thank you very much for all of your love with Vietnam. Thank you so much. I see you again. Thank you. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về nhân vật Leslie, một người phụ nữ có trái tim mãnh liệt đối với Việt Nam. Và tất cả những nhân vật trong những số sau của chúng tôi cũng là những người như thế với những đóng góp đối với Việt Nam. Và bây giờ thì quý vị và các bạn thân mến, lời cuối cùng mà Nguyên Khang và cô Leslie sẽ nói với quý vị đó là hãy cùng yêu Việt Nam. Xin chào. Bye. The most, hãy cùng yêu.